Khi đại dịch COVID-19 ở Hồng Kông dần lắng dịu, công viên Disneyland đã được phép mở cửa trở lại sau 3 lần đóng cửa. Tôi rất vui và hào hứng. Tôi đến đây cùng bạn bè của mình để kỷ niệm ngày Disneyland mở cửa trở lại. Disneyland đã phải đóng cửa một thời gian dài do dịch COVID-19, còn tôi phải ở nhà cả ngày, nên bây giờ khi được ra ngoài, cậu bé cảm thấy rất thích thú và vui vẻ. Hiện tại Disneyland mở cửa phục vụ khách 5 ngày một tuần, công viên đóng cửa thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, trừ những ngày lễ Tết đặc biệt. Tất cả du khách đến đây phải đặt lịch hẹn trực tuyến trước. Khi vào công viên, du khách được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và đăng ký thông tin cá nhân.